kênh Điện Thoại Số. Hôm nay là mình quay clip hai con hai màn hình với hai kính lưng của con 18 Lite các bạn. Con này khá xài rất bể màn hình, sọc màn hình thôi đó, rồi bể nắp lưng. Hiện tại màn hình với nắp lưng này thì mình có sẵn màn hình viên, nắp lưng viên. Giờ mình sẽ tiến hành tháo máy rồi thay màn hình với nắp lưng nha các bạn. Con 18 Lite này mình tháo cái nắp lưng trước các bạn. Màn hình bể mực ngọc. Màn hình với kính lưng con này mình có sẵn á, bạn mà sao không có tới cửa hàng thay được thì mình có bán em về, mình sẽ gửi hàng bạn nhờ ra ngoài tiệm nhờ ta thay lấy tiền công. Con này xài rất nhiều nắp lưng rồi bán nát hết. Con 18 Lite này có cái phím dàn tay sau nắp lưng, các bạn tháo nhớ kỹ cái phím dàn tay này, nó góp phím dàn tay ra luôn. Sẽ tiến hành dặn máy ốc lên các bạn. Dịch sai từng lúc hết hết. Con này cũng giống như mấy dòng khác, mình tháo cục pin ra ngoài, mình tháo cục pin mới tháo màn hình được. Cái màn hình nó, cái số két màn hình, tuần dây màn hình nó nằm dưới cục pin. Con này thì các bạn tới thay mình nhanh, thay màn hình, thay con này tầm khoảng 1 tiếng là xong luôn rồi.
sờ mình sẽ gắn màn hình vô, mình test ra màn hình. Hết pin, sạc pin các bạn ơi, bắn hết pin. Để sạc pin chút nha các bạn, sạc pin được chút pin nha các bạn. Giờ mình test cái màn hình nha, test màn hình, màn hình lên sáng đẹp, mình test màn hình, test cảm ứng xong rồi mình sẽ gắn các bạn. Thì mình sẽ dán màn hình luôn rồi mình test cái vấn đề cho các bạn xem. Mình sẽ gắn cái lưới lo vô các bạn. Thì mình thay màn hình các bạn nhớ gắn lưới lo. Cái này quan trọng, các bạn không gắn cái bắt câu tháo màn hình ra lại. Rồi mình bắn keo xong, giờ mình sẽ dán màn hình vô các bạn. Rồi cảm ơn mình thật. Cái nắp lưng này mình dán luôn các bạn. Thành cái máy đẹp luôn, giống như máy mới luôn các bạn. Vẫn bình thường nha các bạn, do cái tay dính keo test nè. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video, các bạn nhớ đăng ký và chia sẻ kênh của mình nha. Hẹn các bạn clip sau, chào các bạn.